đón chào quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, không còn bao lâu nữa thì năm cũ sẽ qua và năm mới với nhiều hy vọng đang dần đến. Ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là trước khi bước sang Tết Nhâm Dần, mọi người đều cố gắng không ngừng để tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Trong năm 2023 Quý Mão, nhiều con giáp có vận may lội ngược dòng, đặc biệt là trong số đó có tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong năm 2023, con giáp này sẽ được quý nhân tương trợ và được thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể là những tháng đầu năm, con giáp này sẽ được may mắn, công việc thuận lợi, hanh thông. Ngoài ra, tuổi Quý Sửu còn sẽ tìm được nhiều cơ hội đổi đời trong năm 2023. Trước khi vào phần luận giải, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để là người đầu tiên nhận được những video bổ ích của chương trình. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi phần luận giải về lá số tử vi của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2023. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, và đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ ngay thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng trong năm 2023. Người tuổi Quý Sửu không phải chịu tác động trực tiếp đến từ thái tuế nên năm 2023 chủ yếu là một năm bình ổn, không có nhiều sóng gió. Tuy nhiên cũng do đó mà bản mệnh khó gặp được cơ hội như mong muốn, ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Người làm kinh doanh càng có nhiều điều kiện thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư dôi. Nhân duyên của bản mệnh trong năm Quý Mão cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình gây nhiều tổn hại cho gia đình. Năm nay bạn cũng phải tăng cường luyện tập, thể dục, thể thao và hạn chế tối đa việc uống rượu bia, hút thuốc lá, nếu không cơ thể dễ gặp vấn đề nghiêm trọng. Nếu có điều kiện, có thể tiến hành thăm khám toàn diện để phát hiện và loại trừ bệnh tật kịp thời. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh sao Vân Hớn, vận hạn Thiên La, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão, gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng không phạm tam tai. Hạn Hoàng Ốc, phạm Hoàng Ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Sửu gặp Mão mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp và bình ổn. Xét về mối quan hệ thiên can Quý Âm Thủy gặp Quý Âm Thủy là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm nay, những người tuổi Quý Sửu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình, cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ tới công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cần chú ý tháng Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Quý Sửu. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh vận hạn và cách hóa giải cho Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Quý Sửu sinh năm 1973 gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh, chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tay tinh, bị kiện thưa, bất lợi. Nữ không tốt về tài sản, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao Vân Hớn bằng cách cúng dâng sao giải hạn vào 9 đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng hướng về hướng nam. Lễ vật bao gồm 15 ngọn nến hoặc là đèn, bài vị màu đỏ của Vân Hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo, muối, nước, trầu cau, hương hoa, ngũ hoàn. Bài vị sao Vân Hớn giấy trắng viết dòng chữ Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân Tiền Vị, hoặc đơn giản hơn sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào thì tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng hoặc sinh ra ngũ hành đó.
Cụ thể, sao Vân Hớn ngũ hành là hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu đinh nâu, hổ phách. Gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973 năm Mạo năm nay gặp hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, ma quỷ quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tâm thần, trí não, tâm lý. Gia chủ có thể gặp các chứng bệnh trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Về sức khỏe, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Về tâm lý, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn. Thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái. Luận tử vi Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng tháng đầu năm này, gia đạo bất hòa. Tháng 2, đây là tháng gia chủ có sự di chuyển, đi lại nhiều, ngoài ra cũng cần cẩn thận các thương tổn tới chân tay. Tháng 3, tiền bạc người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng trong tháng này có sự tiêu pha nhiều, sức khỏe kém nên chú ý. Tháng 4, tháng này công việc làm ăn của những thành viên trong gia đạo của gia chủ có sự mở mang nhiều, tuy nhiên đây cũng là tháng sức khỏe của gia chủ cần chú ý. Tháng 5, trong gia đạo bất hòa, mâu thuẫn quan điểm. Tháng 6, đây là tháng sức khỏe của gia chủ không được tốt, ngoài ra trong nhà có nhiều chuyện buồn phiền đưa tới. Tháng 7, trong tháng này công việc làm ăn, buôn bán, kinh doanh của các thành viên trong gia đạo của tuổi Quý Sửu nam mạng không được tốt. Tháng 8, nhờ được quý nhân giúp đỡ nên công việc gì có thể gặp hung hiểm nhưng sau cũng được cắt lành hanh thông. Tháng 9, gia chủ đón nhiều tin vui trong tháng này, tuy nhiên sức khỏe của gia chủ trong tháng này chú ý đến đường tiêu hóa không được tốt. Tháng 10, công việc kinh doanh làm ăn của những thành viên trong gia đạo không được tốt. Tháng 11, đây là tháng mọi việc của gia chủ dự kiến, kế hoạch mưu sự đều đạt được kết quả như mong muốn, trong gia đạo đón nhiều niềm vui mới. Tháng 12, tháng cuối năm, gia chủ Quý Sửu nam mạng có sự sửa sang, mua sắm lại đồ dùng trong nhà hoặc mộ phần của tổ tiên. Tổng kết tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, về cơ bản, nam mạng sinh năm 1973 có một năm vận trình sự nghiệp bình ổn. Bạn cần cố gắng không ngừng thì sẽ gặt hái được thành quả đáng mừng. Tuy nhiên do vận quý nhân không vượng nên bạn sẽ phải dựa vào chính sức của mình là chính, chớ trông mong đến sự giúp đỡ của người ngoài. Để hạn chế những rắc rối không đáng có, bạn cần chú ý gìn giữ các mối quan hệ xã giao, không nên chủ động gây mâu thuẫn với người khác. Khi có bất đồng ý kiến, bản mệnh nên tìm cách quyết định trong hòa bình. Về tài chính, tài lộc thiên về ổn định có dấu hiệu tăng tiến nhẹ nếu bản mệnh chăm chỉ, cần cù làm ăn. Có đôi khi bạn phải mạnh mẽ, quyết đoán, đi theo con đường mà mình đã chọn, không nên phụ thuộc vào quan điểm của người khác hoặc chần chừ, do dự, khiến cơ hội trôi qua. Tuy nhiên, nam mạng tuổi này cần chú ý hơn trong việc đầu tư và chi tiêu, chớ nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ rê của người khác. Khi có nhu cầu mua bán, sắm sửa, bạn cũng cần hết sức thận trọng, chớ cả tin tốn tiền mà lại mua về hàng giả, hàng nhái. Về sức khỏe, xem tử vi sức khỏe tuổi Quý Sửu năm 2023, tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Trong năm Thái Tuế mang hung tinh bệnh phù, mệnh chủ khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm, dễ bị bệnh tật tấn công. Chính vì vậy, bước sang năm Quý Mão này, tuổi Quý Sửu cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Trong năm, nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa hay gan phổi là khá lớn. Bản mệnh cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời đến thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất và có phương án điều trị phù hợp. Ngoài ra năm nay, mệnh chủ nên chú ý bảo vệ mắt và tim, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình. Hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày nên có thời gian nghỉ ngơi, ngắt quãng trong ngày, dù chỉ một vài phút cũng có thể ý nghĩa quá lớn.
nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay mang nhiều tạp khí, sát khí. Tuổi Quý Sửu hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng cường tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm cũng cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để sử dụng trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973. Về tình cảm gia đạo, đối với Quý Sửu sinh năm 1973, tình yêu và mối quan hệ vào năm 2023 cũng có thể tốt đẹp. Có thể bạn đã từng cãi nhau với bạn đời vì bạn quá cứng đầu, nhưng bạn sẽ rất hợp nhau trong năm nay. Năm Quý Mão 2023, mệnh chủ có thể gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Mệnh chủ hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên với năm mạng đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh, đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ra hùa theo ý kiến của đối phương để hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Sửu trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không nào? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.